Xin hân hoan chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Nhật Cường chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe và luôn luôn nở nụ cười trên môi. Nhật Cường xin trân trọng kính mời quý vị khán giả hãy đăng ký subscribe theo dõi trên kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ để đón xem một chương trình đặc biệt phát hành giữa tháng 3. Lãi số Nhật Cường Cười Để Nhớ 5 với chủ đề tiền nhiều để làm gì? Làm gì để nhiều tiền nhé? Tôi nhớ mà tôi gọi không được. Tao chưa nhớ mày. Mày không để tao nhớ. Tao chưa có kịp nhớ. Mày có 15 phút là mày điện rồi. Trăm cuộc mà gọi 30, 5 cuộc tao là sợ. Mà gọi 100 cuộc xong người ta nhìn điện thoại vậy tao không dám cầm điện thoại. Người ta gọi là khi nào người ta nhớ ăn rồi. Sao mày có 5 phút là mày nhớ ra rồi, mày có cùng không? Mày có 3 phút gọi tao. Lúc đầu là sinh hoạt, xong rồi tới sinh lý, xong qua tới chuyện sinh nở, sinh con đẻ cái, kêu con như làm chính. Đó. Coi như là cuối cùng là phải mình phải gài sao cho khán giả nó hiểu lầm. Thứ nhất là tụng giờ vì cái chuyện sinh lý mà hai người này ly dị đó, nó phải gài vậy. Cuối cùng không phải chuyện sinh lý mà chuyện sinh hoạt. Sinh hoạt cuối cùng ông này cũng làm cho bà đó khó chịu, nhưng mà cuối cùng không phải vì chuyện sinh hoạt mà vì có thể sinh con giữa con cái già, cái cuối cùng là con cái già đó. Đó quan trọng bây giờ cuối cùng ba ý vậy đi chưa, mà còn chưa nhớ còn chuyện gì nữa, chuyện thân sinh nữa là kiểu ông cha ra thân sinh là kiểu cha già đó vậy đó. Người ta đi vô bà tự tưởng xong ly dị, bây giờ ly dị cho con đi theo tôi chứ ông già ông vậy với ông đi cho tách ra chứ. Mỗi lần người ta tới thăm vô nhà này gặp ông nội ông cũng tưởng là con có đó là con này, tưởng chưa ông già. Đầu tiên là Thành phải giới thiệu chào ba. Không có biết đó, chúng ta sẽ gồm rất nhiều chương. Chương một là cái gì đó, sinh lý. Chương hai, chương mấy đó tôi sinh thật dựa vào tất cả những cái lời mà cáo buộc của thân chủ tôi dành cho anh, thì tôi xin phép được đi qua một số những nội dung gạch đầu dòng của tôi như sau. Nội dung đầu tiên là về vấn đề hơi khó nói. Dạ này, chúc Nhân, bây giờ ngày 9 mình tập Lớp 1 à, lớp 1, khoan quay lớp 1 là sư Lê Giang Nguyên Chết. Lớp 2 là Cường Vô. Lớp 3 ứng nội hả? Con trước xong lớp 4 con nội vô. Lớp 5 giải quyết hết vấn đề đến ly dị. Đúng. Chia tay. Rồi. Vậy thôi. Ba phần sinh lý trước, sinh hoạt, sinh thân. Thân sinh. Rồi cái thứ ba là về cái gì nãy quên rồi ta. Sinh hoạt. Điện thoại. Còn cái gì nữa không? Còn em ơi. Còn thì nó về sinh hoạt. Sinh hoạt điện thoại hàng ngày. Điện thoại sao chị? Điện thoại gọi 24/24. 1.100 cuộc. Tôi muốn kiện chồng tôi vì tội nhớ tôi quá nhiều. Thì cái đó không kiện được. Phải kiện. Nhớ sao nhiều mà sao kiện vậy? Nhớ mà làm nhớ kiểu kỳ lắm em ơi. Nhớ như cùng nhớ điên nhớ kiểu kỳ lắm em ơi. Bữa nào tôi chỉ sắp xếp cho em qua. Nữa nào chị sắp xếp cho em qua ở với chồng chị nữa. Chị khỏi ở, tôi hiểu mà chị nói thôi, tôi hiểu rồi, chị không cần sắp xếp đâu. Bây giờ nó làm sao? Để chị diễn tả cho em. Để chị diễn tả cho em hiểu nè. Thí dụ nè. Thí dụ nha. Thôi, chị đi làm bấm nè. Bây giờ nè, bây giờ chị cũng tưởng lại nè. Chị thí dụ lại luôn nha. Đây, bây giờ chị đi nha. Chị đi làm móng nha. Chị đi làm móng nè. Chị đi nha, tôi đi làm móng nè. Tới chỗ làm móng nha. Tao không làm móng đâu. Tôi làm móng thôi. Em làm móng á. Tôi làm móng cho chị đi. Chị làm móng gì chị? Em ơi. Dạ em đây. Ở trong làm gì? Em đang làm móng. Lát gọi lại đi. Lát anh gọi lại nha. Ok. Dạ. Rồi, em đang làm bột rồi đó. Em làm bột đi. Rồi đang làm bột. Nè. Chị thích bột không? Chị thích bột. Chị xài bột không ạ? Chị không thích bột nữa. Chị không thích bột nữa. Em gỡ lên bột ra đi. Gỡ ra. Chị em đang gỡ nè. Em gỡ đi. Cái nó đang gỡ, rồi em đang gỡ, thì em đang gỡ, giải thích luôn á, thì em đang gỡ nè. Em đang gỡ nè. Thì điện thoại nó reo nữa nè. Chị nghe nữa nè. Chị nghe nha. Alo. Em đang làm gì vậy? Em vẫn còn đang làm móng. Đừng gọi nữa nha. Đừng gọi nữa nha, khi nào em xong em gọi. Chị nhìn gốc nha. Sao cái này chị muốn sơn? Chị sơn đi. Sơn màu gì? Chị sơn màu đen đi. Rồi sơn màu đen. Sơn.
cái năm lúc mình đã làm cô nè, đã làm cô nè. Đó. Anh gọi nữa nè. Anh gọi em nữa. Em ơi, em vẫn đang làm móng hả? Em ơi, em vẫn đang làm móng hả? Chưa làm xong móng hả? Chưa làm xong móng. Em ơi, em làm móng xong chưa đi, em làm móng xong chưa? Chưa xong. Chưa xong. Anh đừng gọi nữa là nó anh xong. Anh đừng gọi nữa là nó xong. Máy nha. Mình thấy chưa? Mình thấy chưa? Bây giờ mình lấy ra nè. Giờ lấy ra nè. Rồi. Xong rồi. Xong rồi. Vừa xong ra, Nè, gọi nữa nè. Em làm xong rồi phải không nè? Em làm xong rồi phải không nè? Dạ em làm xong rồi. Nhưng mà đừng gọi nữa. Nhưng mà đừng gọi nữa, em đi làm tóc. Rồi. Em đi làm tóc nha. Chị phải đi làm tóc. Em muốn tóc vậy đó. Chị vừa nằm xuống nè. Em đang gọi đầu. Gọi đầu không nghe điện thoại được nha, đừng gọi nó nha. Gọi đầu không nghe điện thoại được nha, cho nên anh đừng gọi nữa nha. Rồi, cái gì gọi đầu nè. Rồi, cái gì vừa gọi xong đầu nè. Chị vừa gọi xong đầu. Nè. Gọi nữa nè. Em mới gọi xong đầu đúng không? Em mới gọi xong đầu đúng không? Mà có đi xét tóc không? Có đi xét tóc không? Cái gì chửi nè? Mày gọi hoài vậy tôi gọi đầu thì xét tóc chứ. Ông xét tóc cái bực sao? Thì không đi ra. Đó, chị hỏi em. Chị hỏi em làm sao chị sống nổi? Hả? Ủa, xanh điện thì tóc hoài vậy em tóc đổ. Ủa, con vợ đâu? Tôi không bao giờ tóc lớn tiếp vợ. Rồi, tôi hay mình lĩnh đi chỗ, tôi thấy hai chị căng quá rồi. Mà anh không biết nữa. Rồi bây giờ tới đi kêu đứa con. Đúng không? Thì đã muốn nó qua cũng nằm luôn. Trong học đúng không? Ừ. Ờ, mà anh luật sư anh cũng biết. Anh Thuận à, anh cũng biết. Dạ. Thế như khoa học chứng minh. Tôi cũng đi xét nghiệm nhiều nơi rồi. Và sau khi xét nghiệm lâm sàng khoa học mới khẳng định là dạ. Là do là cơ địa. Là do nhu cầu. Nhu cầu cơ địa không? Yêu thương đâu cần khoa học chứng minh anh. Thì nó mẹ nó bình thường không chứ gì mình khoa học còn chứng minh cái gì dữ vậy. Đó, em đi ngang là thầy hiệu trưởng gặp trường em là thầy hiệu phó. Có bữa sinh hoạt văn nghệ của trường. Em lên trình bày ca khúc. Ra trình bày một ca khúc. Em đi ngang qua thầy hiệu trưởng tưởng em là hiệu phó của trường. Vậy? Em. Nó đang gọi gì trời ơi. Sao cái giọng em vậy mà em còn hát đi được? Hát chứ anh. Hát em hát để bể giọng nhưng mà không bể nổi. Bể chương trình. Hát để bể giọng mà không bể nổi. Bể chương trình. Bể vi chương trình. Trời ơi chết rồi. Khổ quá. Trời ơi tội nghiệp quá. Rồi bây giờ em còn có chuyện gì khó khăn đúng không? Dẫn chị đi nè. Đi học, đi đứng với thầy. Nãy đi học. Dẫn chị đi. Đi đứng sao cưng? Nhà em đối diện với trường. Ừ. Vậy mà ngày nào cũng phải đi học bằng xe hơi. Trời ơi anh Luân ơi, anh cũng làm khó cháu quá. Thì tôi băng qua được một cái là xong rồi. Anh đi chơi với chú Điền vậy anh. Đó, ta dụ dỗ bắt cóc hoặc là cái chuyện gì tai nạn xảy ra mình hối hận không chịu. Anh ơi, nói thiệt, con anh không dụ người ta là hợp. Chứ ai phải dụ con anh. Đó. Em không hiểu đâu. Ngày thơ lắm. Ngày thơ lắm. Nhà anh có 30 mấy chiếc xe hơi. Mỗi ngày đi một chiếc mà chưa đi hết xe. Con anh đi một tháng mà chưa được xe. Con anh đi một sáng lắm. Chưa lập lại chiếc xe đó. Vậy đi, đi 4 chỗ còn đỡ. Có bữa khách mình em à. Có mình em xách chiếc xe buýt to đùng ra ngán giữa đường. Mọi người chửi quá trời. Trời ơi sao mà để con cái như vậy thì bạn bè vô nó nói nó đúng rồi anh lỗ à sau cái không, chuyện anh hiểu mà anh hiểu mà sau cái chuyện đó thì anh rút kinh nghiệm nói nhà trường anh mới đề nghị nhà trường thấy là phiền cho con quá anh làm phiền cho con anh quá anh mới đề nghị nhà trường nó đặt cái sân bay đi xây cái sân bay để chở nó bằng đậu cái bay trực thăng chở nó qua cho tiền đậu hẳn cho tiền đậu hẳn nó cho tiền bởi vậy nhà trường cảm thấy phiền phức quá đuổi tôi luôn rồi em dĩ chồng chị bị sao chị cảm thấy chị bị ăn quá ngon chị cảm thấy chị bị ăn quá ngon thì nói gì thì mang tội chết chị thiệt á ăn ngon người ta cho ăn ngon mà đi chuyện người ta thì nói gì chết luôn thiệt á không biết nói với toàn sao luôn á em làm như là em không em làm như em chưa ăn ngon hả em chưa ăn ngon hả em không thấy cái khổ của người ăn ngon hả trời chị nói với tội nữa chị ơi
Trời ăn ngon, người ta quan tâm còn có cái ăn đó kìa. Chị ăn ngon chứ nói gì kỳ vậy? Em ơi. Em ơi. Bữa nay chị sắp xếp em qua. Bữa nào chị sắp xếp em qua ở với chồng chị nữa. Trời ơi, mà tôi ở với chồng chị làm chi? Tôi chỉ còn biết cái đồ ăn của chị thôi. Thì em chị nói em nghe đơn giản. Chị nói em nghe đơn giản mỗi ngày ăn nè. Ừ. Hiện nay là chị phải ăn cơm với bọn ư? Hiện nay là chị phải nói ăn... chị em biết cái nỗi khổ của chị đâu. Em không có biết cái nỗi khổ của chị đâu. Chị phải ăn cơm với bọn ư? Chị ăn cơm với bọn ư? Xúc miệng bằng yến xào. Xúc miệng bằng yến xào. La xét bằng yến. La xét với gì cá? La xét gì cá? Hầm xăm. Hầm xăm. Tối hầm xăm ngậm ngủ. Tối ngậm xăm ngủ. Chị khỏe, chị bỏ em. Chị khổ lắm em ơi. Chị khổ lắm em ơi. Anh lại cứ yêu vợ tôi cũng là một cái tội hay sao? Trời ơi bà tóc ơi. Chú đi gọi. Đang căng thẳng quá, đừng đưa gọi nữa. Lát tôi gọi. Thác ơi, cái này là dân hồn luật sư, người ta đang làm việc bắt lên chuyên nghiệp chút xíu, bác làm gì chết tôi thiệt, đã làm việc mà bác thiệt đó. Được rồi. Nhưng mời chị tiếp tục. Được, đúng, anh có cái quyền yêu thương của anh, nhưng tôi cũng có quyền tự... Anh, tôi biết anh có cái quyền yêu thương của anh, nhưng tôi cũng muốn được một cái quyền là được sống sống bình, sống như một người bình thường. Đang làm việc lái khác điện lạnh, chết chết. Xin lỗi anh chị. Thôi, chị cứ bình tĩnh, chị cứ ngồi xuống. Anh chị. Thật ra thì tôi biết là cái câu chuyện đến nước này thì cũng khó cho các anh chị quay lại như ban đầu lắm. Tôi hiểu điều đó. Thưa anh, hồi nãy giờ tôi cũng ngồi suy nghĩ chứ. Nhiều khi tôi không biết là tôi ra tòa án hay tôi nói chuyện với lại quý tòa thì tôi nói làm sao về cái điều này. Nhưng mà những cái cách anh yêu thương á, chỉ là nhân danh yêu thương thôi. Thật ra cái nguồn cơn của nó đến từ sự ích kỷ và kiểm soát. Cho nên tôi nghĩ là không biết có bao giờ anh về, anh gác tay anh cán, anh suy nghĩ lại để anh tìm cách thay đổi cách yêu thương người khác hay không. Không biết có bao giờ trong đêm anh tự hỏi mình một câu là nhìn nhiều để làm gì? Tôi chỉ biết hỏi mình rằng làm gì để nhiều tiền. Hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay là live show Nhật Cường cười để nhớ năm. Yeah! Với chủ đề tiền nhiều làm gì và làm gì để nhiều tiền. Nhật Cường trả lời tí xíu đi. Làm gì? Thấy hai anh em tụi tôi không mọi người? Đầu tư không mọi người? Quay lại coi. Má Hồng hơi nhiều nha. Còn có đơn em? Đơn nha, đơn nha. Anh nhìn đi. Năm hơn nó mới cho em hả? Giờ lên chưa? Chị Hoàng em nói chị em bị anh lẹ hả? Quá nhiều để làm gì? Đây, thôi nói chung là Rồi. Nói chung là sau một thời gian tập dượt mệt mỏi trong vòng tới 10 ngày tập luyện rất là căng thẳng, nhưng cuối cùng cái ngày chuẩn bị lên sân khấu để đến giờ thì chỉ còn đúng nửa tiếng nữa lên sân khấu. Mày hỏi anh chiều giờ anh ăn chưa? Cũng ăn rồi. Hậu quá anh ơi, hậu bao giờ mở màn con đi nữa, muốn là mở màn con đi, có bao nhiêu khán giả diễn luôn đi. Xong quá. Nhưng mà vấn đề tình hình giờ là hết vé chưa? Hết rồi. Chiều nay mua không có đó. Vé nào thưa quý vị ơi, bây giờ trên lầu. Bây giờ cái ghế cuối cùng luôn, cái chỗ ngồi xấu nhất luôn cũng không còn vé. Cái điều đó là mình yên tâm đó, mình ra mình diễn thoải mái. Chứ diễn mà ở ngoài mình mới chưa hết vé, trong này nhiều diễn mới vừa lo, mình diễn vừa lo chứ. Nguy hiểm. Đây là một cái quán lòng,
năm Quang Long với bài hát Không Tiền đó. Nhưng mà ở trên sân khấu nha, bên ngoài là đẹp trai lộng lẫy nhau bài thất tình trong sân khấu nha. Chiếu nữa là vào tiết mục thứ hai. Sao vừa dễ mắt gì nói cũng được. Nhiều khi mà vừa khi mà dễ cái môi là cả nhà trên kênh của Tí sắp tới đây cùng con xem những trình diễn hấp dẫn nha. Những tiết mục rất là hoàn trái đang chuẩn bị chào đón tất cả quý khán giả đang theo dõi. Hứa hẹn là một chương trình rất là đặc sắc. Sợ liền, sợ liền. Anh không đồng ý. Em không có diễn hài trong tiết mục diễn dịch nha. Sao bạn này? Tiền nhiều để làm gì? Đô la nhiều để làm gì? Đấy. Đúng. Giữ lại trong tim mình phải làm một điều gì đó. Không những là số 5, 6, 7, 8, 9, 10 và nhiều nhiều. Mong sao cho chị Cường có sức khỏe thiệt là nhiều. Năm 6, 7 nhớ mời tụi em nữa nha. Đương nhiên. Dạ. Một điều thứ hai nữa là cảm ơn toàn bộ ekip ngày đêm đã tập dượt với Nhật Cường. Mà Nhật Cường chỉ tiếc là chỉ có một đêm duy nhất thôi. Tại vì hầu như là ai cũng bận hết và không thể có nhiều đêm như live show 1, 2, 3, 4. Và bên cạnh đó một người mà mình muốn cảm ơn ở đây, một sự bất ngờ. Thì thường thường ông bà nói là cái gì điều bất ngờ là luôn luôn đem đến cho chúng ta điều thú vị. Đó là nghệ sĩ em Chân Thành. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì cấp chương trình này thì đúng lý ra là không có Chân Thành. Nhưng đến giờ chót thì Chân Thành đã nói là Cường ơi, em sẽ tham gia live show anh. Và Chân Thành cùng nghệ sĩ nhân dân anh với Lê Giang ngày đêm tập với Nhật Cường phải nói là quên ăn quên uống luôn. Và mình phải nói rất là mệt nhưng mà thấy rất là nhiệt tình. Thì mình cũng rất cảm kích và bên cạnh đó thấy tất cả các anh em nghệ sĩ hầu như sống chết với Nhật Cường và tất cả các ekip sống chết với Nhật Cường. Và cảm ơn nhà hát Minh Thành đã tạo điều kiện tối đa để cho Nhật Cường thực hiện thành công live show Nhật Cường Kỷ Nhớ 5. Thâm tham sân si để rồi hại người hại mình sống. Bao dung hơn đi để mình đọc lại chút tình. Vì mình thương người một người khác thương mình lại người. Tặng cho đời nhiều ý nghĩa và đời sẽ cho mình lại tiếng cưới. Để luôn luôn được tiếng bằng lắm. Tay mở lòng và tiếng bằng âm. Biết đâu sau này mình gặp bế tắc quý nhân xuất hiện có người như 10 năm. Ta sống với người sẽ có nhiều người thương thương tiền. Cái sống đó không chờ cho bay tưởng lên sống quên được. Chỉ có một người biết người dành đời thì nghĩa cử cao đẹp văn khắp muôn phương. Quay lại! Tôi không có thể nào! Ngọc Thần ở đây là như vậy thôi! Cái gì mà nè, nó ra gì đó! Đầu tiên mất!
đó, đó, không có đúng. Không có ai cũng vậy, không quen. Tôi chết tôi đang rồi mà. Đây, một dòng nó đưa 12 dòng. Đi, đó, đó, đúng rồi. Đi, thiệt. Hiện nay Nhật Cường đang ở phòng dựng để dựng live show Nhật Cường Cười Để Nhớ năm mới vừa diễn tại nhà hát Bến Thành. Thì live show cũng gần sắp xong rồi, dựng sắp xong rồi. Và bây giờ đang chạy ráo riết để chuẩn bị phát hành vào giữa tháng 3. Quý vị nhớ đăng ký subscribe theo dõi trên kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ để theo dõi live show Nhật Cường Cười Để Nhớ năm với chủ đề tiền nhiều để làm gì để nhiều tiền nha. Nhớ đăng ký subscribe nha, để đón xem live show nha. Tiền nhiều để làm gì để nhiều tiền. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Video mới nhất phát lúc 20 giờ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Mời quý vị đón xem.